Hello Rachel, xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ Channel. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta có sự trở lại của giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Và đặc biệt trong cái chương trình này thì chúng tôi sẽ nói về sự nguy hiểm do ăn quá nhiều rau củ quả sống và lượng sắt, đường và sức khỏe. Nói chung là cái video này rất là hay nha quý vị. Rachel xin được gửi lời chào đến bác sĩ Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Và thưa quý vị, bây giờ cũng muốn nhắc lại một lần là cho những quý vị nào mà có thể là chưa biết đến bác sĩ Liêm thì bác sĩ Liêm đã học y khoa từ cái thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, và đến năm 1974 thì bác sĩ Liêm qua bên Mỹ, và sau đó thì ông vẫn tiếp tục theo học cái ngành y, và đến nay thì bác sĩ Liêm đã hành nghề trong cái ngành y và chuyên về lão khoa trên 40 năm. Và không phải chỉ là một người bác sĩ thôi, nhưng bác sĩ Liêm là một người giáo sư đã dạy ra rất là nhiều bác sĩ, và bác sĩ Liêm cũng đã được có rất là nhiều bằng khen ở Mỹ, và đặc biệt nữa là đã 2 lần được vinh danh là bác sĩ của năm, là một người bác sĩ rất là giỏi. Rachel xin một lần nữa cảm ơn bác sĩ Liêm rất là nhiều cho những cái chương trình như thế này gửi đến cộng đồng người Việt khắp nơi. Cảm ơn Rachel. Và bây giờ thì Rachel không nói gì nữa và xin mời bác sĩ Liêm chia sẻ về việc là ăn quá nhiều rau củ quả sống ạ. Trước thời canh nông đó, thường ăn nhiều thịt, nhiều cá, tại vì hồi đó chưa chưa có nhiều củ quả ở trong thiên nhiên thôi, chưa có trồng trọt. Sau khi có canh nông, tức là dưới 11.000 năm trước, thì bắt đầu ăn thêm nhiều củ quả. Con người trở thành là giống ăn tạp, ăn vừa củ quả mà vừa thịt cá, và từ từ con người trở thành ra văn minh hơn, thực phẩm nó có nhiều về phía canh nông hơn, thì cái đó cũng tốt thôi. Nhưng mà con người bây giờ thì sau khi lớn tuổi, tức là đàn ông là sau 40 tuổi và đàn bà sau 50 tuổi, thì cũng bắt đầu có những so le về về cái sự ăn uống. Nhưng mà trong cái thời đại mà cận đại này đó, khi mà truyền tin truyền thông vi tính trở thành thông thường đó, thì có những cái người chủ trương những cái phương pháp ăn uống cực đoan. Có một cái bà người Nga 30 mấy tuổi à, làm TikTok, YouTube, rồi bà thúc giục mọi người ăn củ quả sống, tức là bà là raw vegan. Thì những cái đó là rất là hại, có hại. Khi mà mình ăn rau củ đậu mà sống đó, có những cái chất ở trong rau quả và đậu như chất lectin và chất phytic acid hay là phytate, nó sẽ ngăn ngừa cái sự hấp thụ chất dinh dưỡng khác trong cái bộ tiêu hóa của con người. Tại nên những người mà ăn raw vegan đó, sẽ có những cái suy thoái dinh dưỡng rất là trầm trọng. Và cái bà 30 mấy tuổi đó, cách đây 1 tháng 2 tháng gì đó, bà chết vì trái tim của bà ngừng đập vì không có đủ các chất dinh dưỡng mà trái tim cần phải có. Thành ra cái đó là gióng lên những cái tiếng chuông báo động. Đa số những cái chất đậu đó, ngũ cốc đó, gọi là beans đó, nó rất là tốt. Nhưng mà khi muốn ăn đó thì phải ngâm nó rồi nấu hay là hầm nó cho đến khi nó chín đó, thì ăn thì nó mới là tốt. Ăn đậu sống thì nó rất là nguy hiểm, tại vì nó có nhiều chất lectin, nó làm mình không có hấp thụ cái chất dinh dưỡng được. Nếu mà mình làm đậu mà nó nảy mầm ra đó, tức là giá đó, thì có những cái giá rất là tốt, thí dụ như giá đậu xanh hay là giá đậu nành, ăn đều rất tốt. Thì cái đó là có thể ăn sống được, nhưng mà phải để nó nảy mầm hay là nó phải phải nấu phải ngâm rồi nấu chín thì là. Chứ còn mà ăn sống, nhất là ăn nhiều, nhiều có nhiều người thích ăn xà lách mà có keo. Người California ăn keo lắm, keo nấu chín thì tốt, nhưng mà ăn keo mà ở trong xà lách là cái ở trong keo nó có nhiều chất, nó ngăn sự hấp thụ với các chất dinh dưỡng vào trong người. Nhiều người ăn xà lách rồi thấy mình giảm ký, thấy tưởng là tốt, thật ra là không có tốt. Ồ mà bác sĩ Liêm có nhắc đến là ăn keo có nghĩa là sao Có một cái loại thực rau nó gọi là keo, nó thịnh hành đó. cái loại rau trên đó. Kale, Dạ keo. đúng rồi. Nó rất là đậm chất. Dạ Rất đúng, là đúng. Thì nấu ăn thì tốt, ăn sống nhiều thì không có tốt.
Rau dền cũng cũng vậy, tức là spinach á, ăn nó có nhiều chất sắt, và chất sắt thì là ăn sống á, nó vừa chặn những cái hấp thụ của những chất dinh dưỡng tốt mà nó lại làm trong người hấp thụ nhiều chất sắt thì cũng không tốt. Dạ. Tại vì bác sĩ Liêm đang nói tiếng Việt, cái xong rồi nói là ăn, xong có nhiều người ăn rau củ quả, xong rồi ăn kale. Mình nói, ủa ăn kale là gì ta? Chẳng lẽ là Việt Nam có cái món lạ mà mình không biết? À, thì cái đó là tiếng Anh, quý vị. À, Đúng như quý rồi, vị nhưng thấy màn ảnh, à, đây là rau củ quả, có cái tên là kale. rồi kêu cái những người mà ở California đó họ rất là trendy, rồi có một vài người promote kêu kêu là một cái loại thực vật ăn chín đó, tốt, nhưng mà ăn sống thì phải coi chừng. Dạ. Và những cái sự nguy hiểm lớn nhất do cái việc ăn quá nhiều rau củ quả sống là việc là họ ăn quá nhiều rau củ quả hay là tại vì họ ăn sống? Tại cái này là hai vế. Ăn sống nguy hiểm, ăn chín có thể tốt nếu mà ăn thăng bằng, nhưng mà nếu mà ăn chín mà ăn chay không á thì cũng phải coi chừng là sẽ bị thiếu một vài chất rất là quan trọng, ví dụ như sinh tố B12. Thành ra nếu mà ăn chay mà không có đủ sinh tố B12 nó hư não thì mấy người đó trở thành rất là cực đoan. À, mà quý vị biết khi mà nói đến ăn chay hoặc là ăn chay trường đó thì quý vị biết là do tôn giáo nhiều. À, thì khi mà nói đến ăn chay trường thì chúng ta biết đến đạo Phật nè, hoặc là những cái đạo bên Trung Đông, ví dụ như Ấn Độ hay là đạo Muslim đó, người ta còn kỹ và người ta còn nghiêm khắc hơn là bên đạo Phật nữa. Rachel thấy là một số những người ăn chay trường đó thì người ta nói rằng là vì họ ăn đậu hũ thế cơm đồ thì nó sẽ có những cái chất đạm mà họ cần, thì bác sĩ Liêm nghĩ sao ạ? Cái đó đúng, thí dụ như đậu nành rồi chickpea rồi lentils, những cái đậu đó có đầy đủ chất đạm, thành ra chất đạm thì không có thiếu, nhưng mà thiếu sinh tố B12 trong thực vật không có. Dạ, vậy nếu như mà một người nào người ta chọn cái nếp sống là ăn chay trường và họ chỉ ăn rau củ quả không? Để mà bổ sung những cái chất họ thiếu thì họ uống cái vitamin mỗi ngày hoặc là họ uống thêm cái B12 đó thì có được hay không? Được, nên khuyến khích. Dạ. Còn hồi trước thì họ đâu có biết, hồi xưa ở Việt Nam thành ra mấy ông thầy chùa là mấy bà ăn chay, mà mỗi lần ăn chao mà thấy cái gì hồng hồng ở trong chao là vớt vô ăn liền, tại ngon lắm. Thật ra trong đó là có một cái số lượng B12 rất nhỏ do vi trùng nó tạo ra. Dạ. Nhưng mà cái chất đó là tốt đúng không ạ? Tốt, cái đó Dạ. là probiotics, mà nó là cái duy nhất khi ăn chay mà có một chút xíu B12, mà cơ thể nó cần quá thành ra ai nấy vớt vô ăn liền. Dạ. Nhưng mà nó cũng chỉ là cái xíu, tại giống như quý vị nghe từ Không, bác sĩ Liệp, có không có chứ đủ, chút xíu 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 rồi, Dạ. không có đủ. Nhưng mà Dạ. mấy người đó thành ra họ hay bị cực đoan đó. Họ chỉ suy nghĩ một chiều thôi. Dạ. Và bác sĩ Liêm có thấy cái sự khác biệt nhiều giữa là ăn chay trường của bên đạo Phật với lại là bên đạo bên Trung Đông hay không? Tôi không không biết nhiều về cái đạo bên Trung Đông, mà Ấn Độ là Nam Nam Á chứ không phải Trung Đông. Những người Ấn Độ mà theo đạo Hindu đó, khi họ qua Mỹ đó, họ có những cái genetic, những cái di truyền nó đã thay đổi rồi để mà đáp ứng với ăn chay. Và cái mà quan trọng nhất mà họ khám phá ra đó là cứ cổ suý omega 3 fatty acid từ dầu cá hay là từ gì đó, thì khi cho những người Ấn Độ này mà cũng dùng omega 3 fatty acid, họ lại bị bệnh tim mạch và bị bệnh ung bướu. Với họ đó thì cái omega 6 fatty acid, tức là omega 6 fatty acid từ đậu nành đó, thì tốt cho họ hơn hơn là omega 3 fatty acid từ cá hay là từ gan. Dạ. Và khi mà nói đến mà ăn chay trường có nghĩa là không ăn những cái thứ mà có máu hay là động vật đó quý vị, thì một trong những cái mà tranh cãi ở đây là người ta nói rằng nếu mà ăn đúng cách á thì những cái lợi của nó là nó sống lâu hơn, ít bệnh hơn, rồi còn trẻ trung hơn, thì có đúng không ạ? Nếu mà so với những người mà ăn động vật. Không hoàn toàn đúng, tại vì những người đó họ chỉ có thể suy nghĩ một chiều thôi.
họ họ không có sự quân bình về suy nghĩ hai chiều, cái đó chỉ là tuyên truyền. Ok, ngày hôm nay quý vị nghe từ vị Nhưng mà họ bác sẽ tiếp sĩ. nhưng mà họ sẽ tiếp tục tuyên truyền ra rả trên báo chí và trên mạng, tại vì họ họ trở thành cực đoan rồi mà họ không biết. Ồ là tại vì giống như họ thiếu chất cho nên là họ chỉ nhìn được một cái góc của họ mà thôi, hay là vì tôn giáo họ tin là như vậy? Không không phải là vì tôn giáo mà vì dinh dưỡng, nó ảnh Dinh hưởng tới tới trí tuệ, tới tới cái thùy não, thùy thùy tráng. tráng ở não đó. Thùy tráng ở não nó cần sinh tố B12. Nếu mà thử một cái test về não thì sẽ biết, về não mà hoạt động đó thì sẽ biết là họ bị thiếu. Nhưng mà người chính người bệnh, chính người bị thiếu thì không biết. Họ có cũng có bằng cấp, cũng có làm nghề nghiệp rồi này kia, nhưng họ sẽ lên mạng ca tụng cứ một chiều thôi. Giống như họ không suy nghĩ được cái ở bên kia thì như thế nào, hay là họ đứng cái chỗ mình. Vậy cái này nó không có liên quan đến là ăn chay trường. Trước trước khi Rachel bị distract nói qua chuyện khác, khoa học hiện nay chỉ có hai chế độ ăn uống mà người ta sống ít bệnh và lâu hơn. Đó là chế độ ăn uống Địa Trung Hải và chế độ ăn uống của người Okinawa, mà không không phải là ăn chay. Địa Trung Hải và Okinawa là ăn tạp, mà đúng, mà ăn tạp mà khoa học đã chứng minh là có thể sống lâu và ít bệnh tật hơn. Những cái người mà nói ăn chay mà đừng có ăn những gì khác, những người đó gây nhiều hại hơn là lợi. Còn bác sĩ Lim có thể là chia sẻ thêm về là cái cách ăn uống của Okinawa không ạ? Okinawa thì họ cũng tương tự như là cái Địa Trung Hải, tức là họ ăn nhiều đồ biển, mà ăn nhiều đồ biển có nhiều omega 3 fatty acid, rồi họ ăn nhiều đậu. Okinawa hơi khác với Địa Trung Hải là họ ăn nhiều rong biển. Địa Trung Hải này khác với Okinawa là họ dùng nhiều dầu olive. Rồi có người nói là tại vì Okinawa họ giờ ăn khoai tím, cái đó một phần thôi, không phải là hoàn toàn. Còn trước khi mà bác sĩ Lim chia sẻ cái này đó thì bác chủ có một cái câu hỏi liên quan đến là thùy chán và cực đoan á, tại vì mình đang nói đến cái đó. Thì những người mà có những người rất là trẻ nhưng mà khi mình nói chuyện á thì họ rất là cứng đầu. Có nghĩa là một cái sự việc đó ở trong cái bàn họp 10 người mà 9 người đã nói không, cái này nó không đúng, mà người đó nhất định là phải đúng. Và mỗi lần mà họp hay cái gì đó, cái người đó ưa đụng độ người khác lắm, người nào cũng nói cái thằng này nó cứng đầu dễ sợ mà nó không thay đổi. Thì nếu như mà người ta test cái người này thì bác sĩ Liêm nghĩ là có khả năng là bị Thùy thiếu tráng thùy chán. mà bẩm bẩm sinh, bẩm Ồ sinh. có luôn à. Trẻ em sinh ra là thùy tráng nó không có phát triển, những cái phần khác của trẻ óc thì đã phát triển rồi mà thùy tráng nó chưa phát triển. Là trẻ em khi nào mình thử những cái phản xạ của thùy tráng, mình có những cái phản xạ thùy tráng mà bác sĩ họ biết để cách thử, thì họ luôn các em đó luôn luôn có. Mà về sau lớn lên mà nếu mà bị bệnh ở thùy tráng như là bị đột quỵ, thiếu máu thùy tráng, hay là bị ung bướu ở thùy tráng, thì lại có những cái phản xạ đó trở lại. Người trẻ em từ từ phát triển thùy tráng đến cái tuổi mà dậy thì đó, thì thùy tráng nó phát triển nhưng mà nó chưa phát triển đầy đủ mà nó lại phát triển nhanh. Thành ra có những cái hành vi mà chỉ có tuổi dậy thì mới làm, chứ còn mà khi mà đứng đắn rồi thì không có làm. Tức là tuổi mà từ 14, 15, 16, nhưng mà sau 18 tuổi trở lên thì đứng đắn hơn chút. Đến tuổi 20 đó, thùy tráng nó phát triển đầy đủ, thì con người có thể suy nghĩ hai chiều dễ dàng hơn. Thành ra bảo hiểm về lái xe ở Mỹ đó, thì nếu mà từ từ 16 tới 10 tới 20 tuổi mà lái xe thì phải trả nhiều tiền bảo hiểm hơn. Rồi sau 21 tuổi thì bớt lại, tại vì sau 21 tuổi thùy tráng nó phát triển đầy đủ rồi, con người có thể biết tự kiềm chế được. Thường đó thì mình để ý đến những đứa trẻ mà đến vị thành niên thì nó ưa có những cái hành vi mà giống như bác sĩ nói đó, là nó làm những cái điều mà mọi người nói trời ơi hồi đó con ngoan lắm mà sao con thay đổi dữ vậy. Nhưng mà Nó hồi nhỏ là cái thùy chán chưa có phát triển nhưng mà nó nghe lời tại vì nó nhỏ. Bây giờ nó đúng, lớn rồi nhưng mà nó thùy bồng chán nó chưa phát triển đủ. bột, nó bồng bột, nó không kiềm chế được.
Nhưng mà sau sau 20 tuổi thì tất cả mọi người đã trưởng thành và biết cách kiềm chế, ngoài những người bị bệnh. Dạ, hiểu rồi. Vậy là người nào mà có người vợ hay người chồng mà cái tánh mà giống như nó cứng đầu một cách mà lạ lùng kỳ đời không hiểu nổi thì có thể là cái người đó bị bệnh chậm phát triển cái thùy chán, cho nên họ 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 rất là cực đoan và họ chỉ bảo thủ với cái suy nghĩ của họ mà thôi. Đúng, mà những người như vậy khi 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 ra đời đó khó thành công. Thành Dạ đúng ra rồi. nó có hai loại IQ, IQ là intelligence quotient, cái loại trí tuệ IQ và cái social IQ, những người mà thùy tráng không nảy nở mà tính tình lì lợm quá đó thì cái thường thường cái social IQ nó thấp. Dạ, tại vì sẵn nói cái này bây giờ thấy nó khá hay mà nó cũng liên quan đến nhiều người nè. Vậy nếu mà những người nào mà có con lúc nó nhỏ mà nó lì mà nó quậy một cách dễ sợ so với những đứa khác thì có những người cha mẹ đánh đập nó nhiều hay là phạt nó nhiều thì mình có nên hay không, hay là mình thông cảm cho nó nhiều hơn tí xíu? Đánh đập thì không nên, nhưng mà thí dụ như kỷ luật nó chút thì cũng nên. Tại trẻ em thì cần phải có như vậy, tại vì nó chưa tự kiểm soát được thì mình phải giúp nó để kiểm soát cái hành vi nó chút xíu. Nhưng mà đánh đập thì hoàn toàn không nên. Từ từ nó trưởng thành rồi thì mình từ từ mình nới ra, không không có sao hết. Nhưng mà nghĩa là cha mẹ sinh con, trời sinh tính, Dạ. có những cái bẩm sinh mình không thể kiểm soát được. Dạ. Rồi rất là hay. Và bây giờ đó cái phần kế tiếp mà chúng tôi muốn nói đến là cái lượng sắt và lượng đường liên quan đến sức khỏe như thế nào. Và chúng xin mời bác sĩ Liêm. Sắt là quan trọng để làm máu, nhưng mà hồi trước ở Việt Nam hay là ở những cái vùng nhiệt đới đó thì người ta thường thường bị sán lại gọi là hookworm rồi này kia, nó làm thiếu thiếu sắt, thành ra trẻ em bị thiếu sắt, thấy nó bị còi cọc, nó thiếu máu. Rồi những cô gái hay là những đàn bà mà trước khi tắc kinh đó, thì đôi khi cũng có bị thiếu sắt, thiếu máu, vì thiếu sắt kinh nguyệt, làm mất sắt, mà ăn uống không đủ sắt để đầy đủ thì cũng cũng vậy. Nhưng mà thật ra đó, ngoài cái việc để mà gây hồng huyết cầu ra, chất chất sắt rất là độc cho cơ thể. Sau 50 tuổi thì ở những cái nước tiên tiến, người ta không muốn người ta có nhiều chất sắt. Ngay cả ăn nhiều thịt bò, gan bò rồi nhiều khi cũng không có tốt, tại vì bị nhiều sắt quá. Khi mà nó tích tụ nhiều, nó là một chất độc. Thì khi tích tụ nhiều sắt với protein ở trong máu thì nó gọi là ferritin, gây ra oxy hóa và nó làm hư các tế bào, thành ra nó sắt nó gây ra những cái bệnh mà sợ nhất là bệnh ung thư, các bệnh như Alzheimer hay Parkinson nó cũng có dính líu tới vì cái lượng sắt nhiều quá. Có một cái bệnh mà gọi là hemochromatosis, tức là cái biến dưỡng của sắt nó bị hư hại do di truyền. Sắt nó làm tích tụ trong gan, nó làm hư gan, nó gây ra tiểu đường, nó gây ra ung thư, nó gây ra chai gan. Thành ra cái bệnh đó khi gọi là Wilson's disease, nó cũng là nguy hiểm, bệnh Wilson. Nhưng mà người già đó nhiều khi bị bệnh kinh niên đó thì có chứng hemosiderosis, dư sắt mà thiếu máu, mà trong cái hồng huyết cầu á nó có cái vành sắt ở trong, kêu gọi là hemosiderosis, thì cái đó cũng không có tốt. Rồi có nhiều khi không có thiếu sắt, không có thiếu cái sinh tố gì hết, mà chỉ vì tuổi già và những cái bệnh kinh niên thì cũng cũng bị thiếu máu, mà cái đó là gọi là anemia of chronic disease, tại vì sống lâu quá cái biến dưỡng sắt nó không có đúng nữa. Thành ra nếu mà những người đó mà bác sĩ không biết mà cho thêm sắt á, lại càng chết sớm hơn. Vì chết thường thường chết vì bệnh tim mạch, sắt nó làm cái bệnh tim mạch nó tới tiến triển lẹ hơn. Thành ra nói chung đó là thiếu máu thiếu sắt khi tuổi trẻ đó thì cái đó là uống thêm tí sắt thì không sao, nhưng mà trên 50 tuổi phải rất là cẩn thận về cái số lượng sắt dự trữ ở trong người, không nên có quá nhiều sắt. Có nhiều người họ uống giấm mỗi ngày là để mà cho bớt cái chất độc của sắt. Thành ra có nhiều người ở Mỹ họ làm như vậy. Số người ăn hay là dùng apple cider vinegar mỗi ngày nhiều lắm, họ quảng cáo là để mà giảm ký. Thật ra đó là
họ hy vọng, nghĩa là những người khoa học mà ở đằng sau đó, họ hy vọng là mỗi ngày dùng tí giấm như vậy là làm cái sắt ở trong người nó bớt độc đi. Thành ra lão khoa là nghiên cứu về sắt nhiều lắm. Nhưng mà cái việc mà uống giấm nhiều như vậy thật sự là nó có giúp cho hạ lượng sắt xuống hay không? Nó không làm cái lượng sắt giảm đáng kể, nhưng mà nó làm nó bớt độc, cái oxy hóa của sắt nó bớt độc hơn chút, thì cái đó thì có đúng. Vậy là cái câu hỏi kế tiếp là mình có nên uống giấm ở nhà hay không? Tùy hỷ, tôi không nói Cái đó nó là khó không uống nên. lắm đó. À không, thì bây giờ họ làm cái gummy để mà như cái kẹo, thôi quảng cáo trên tivi tùm lum hết. Mà thường thường mấy cái gummy đó thì nó lại có chất đường, giống như bác sĩ Liêm có nói. Đúng rồi, có chất đường, nhưng mà họ dùng chất đường, nhiều khi họ dùng sorbitol, thì chất đường sorbitol nó không không có nguy hiểm cho đái đường, nhưng mà dùng nhiều sorbitol quá thì nó làm phân nó bị lỏng, thì có thể bị tiêu chảy, chỉ có vậy thôi. Và lúc đầu thì bác sĩ Liêm có nói rằng cái lượng sắt đó là thường thì những người mà thiếu là phụ nữ trước khi mãn kinh hoặc là sau khi mãn kinh. Nhưng mà Không, bây giờ cũng muốn sau khi mãn kinh thì đừng, trước khi mãn kinh sau trước khi mãn kinh mà bị thiếu lượng sắt thì mình nên bổ sung. đúng, Còn sau khi mãn kinh rồi thì không nên bổ sung thêm không không lượng không sắt. nên bỏ sinh thêm. Thành ra multivitamin á, sinh tố mà cho người 50 tuổi trở lên không có sắt. Bác sĩ Liêm cũng đã có nhắc đi nhắc lại ở trong những cái video trước, tại vì cái phần này rất là quan trọng đúng không ạ? Cho lão khoa đúng. Cho lão khoa. Với lại là cũng liên quan đến là thiếu lượng sắt trước mãn kinh, tại vì mãn kinh là khoảng chừng 50 tuổi. Nhưng mà cái lúc mà ví dụ 30 mấy tuổi là lâu lâu cũng ưa cái bệnh chóng mặt. Thì khi mà mình đi bác sĩ thì bây giờ cũng có hỏi là tại sao tôi cứ ưa chóng mặt mà giống như thấy người mệt mỏi đó, thì họ test máu thì họ nói với chủ bị thiếu sắt, cái lượng iron. Trong cái toa thì họ khuyên là nên mua cái iron thêm ở ngoài để bổ sung vô. Thì cái lý do vì sao à? Tại vì lúc đó với chủ rất là trẻ. Bị kinh nguyệt đó, kinh nguyệt thì mất sắt vào trong cái máu của kinh nguyệt, ăn uống thì không đủ sắt để mà bồi bổ, chắc là tại vì ăn đồ sống đồ salad đó, hơi nhiều thì nó cũng có thể nó ngăn cái sự hấp thụ của các chất sắt, thành ra phải. Chắc chắn Nếu có mà thể là cái dạ xin lỗi thiếu mời bác sĩ sắt thì ăn ăn spinach, ăn rau dền ăn rau thì nó có dền. nhiều sắt hơn. Chắc có thể là cái lúc mà mình cảm thấy chóng mặt hay bị ấy là cái lúc, chắc có thể là cái thời kinh nguyệt mà mình không hiểu để mình để ý, chắc có thể là vậy nha. Có thể là vậy, nhưng mà thiếu sắt thì uống sắt, nhưng mà nên nên nhớ là phải uống ferrous, đừng uống ferric. Ferrous nó hấp thụ dễ hơn và nó ít độc hơn, sắt độc. Ferrous, you là ferrous. Ferrous, ferrous. Bữa nay bác sĩ Liêm nói mình phải để ý chứ thường thường chỉ chạy ra ngoài tiệm thuốc rồi là over counter và chỉ mua cái lọ nó ghi là iron. À, nhưng mà phải đọc cái label nó là ferrous thì mình uống, ferric thì đừng uống. Rồi. Trở lại với cái việc rau củ quả một tí xíu đó, là mình có nói về cái lợi rồi đồng thời cái hại, mà ba cái điểm chính mà bác sĩ Liêm nghĩ là hại và quý vị nên bổ sung thêm nhiều thứ nếu như mà quý vị ăn chay trường là cái gì? Thì thiếu sinh tố B12 là cái đó là cái thông thường nhất và cái đó quan trọng nhất. Cái thứ hai là đừng ăn sống. Nếu nếu mà ăn đậu đó thì phải dầm, phải ngâm rồi nấu cho chín để nó nảy mầm thì ăn cũng được, tức là ăn giá nó cũng tốt. Nếu mà muốn ăn sống thì ăn giá chứ đừng có ăn đậu sống. Thì nhiều cái loại rau mà ăn sống thì nó ngăn cái sự hấp thụ của các chất dinh dưỡng. Cái thứ ba là những cái loại sinh tố cần tan trong mỡ, mà nhiều khi ăn đồ thực vật không đủ dầu mỡ thì nó thiếu, như sinh tố D, sinh tố A và sinh tố K. Thì sinh tố K thì có thể tổng hợp trong ruột, nhưng mà sinh tố D với sinh tố A thì phải tới từ những thức ăn, mà nhất là sinh tố D đó ăn chay có thể bị thiếu.
Với có một cái nữa là nếu như mà những ai mà ăn chay trường, tại vì cái tôn giáo thì mình không nói rồi, cái niềm tin tôn giáo thì mình không đủ đến. Nhưng mà nếu mà bình thường á, người nào chỉ là ăn rau củ quả không, tại vì sợ ăn thịt, sợ ăn cá, sợ ăn đồ biển vân vân, thì cái đó là sai lầm, đúng không bác sĩ Lim? Tại vì những cái chất đó nó rất là quan trọng để nó bổ sung cho cái cơ thể của mình. Cái chất đạm hay là protein thì ăn chay có đủ, tức là nếu mà mình ăn tàu hũ, tàu ăn những cái đậu lentil rồi thì nó có, nhưng mà vẫn thiếu cái B12, B12 và có thể là thiếu D, K và A sinh tố đó, mà nhất là sinh tố B12 là ăn chay là không thể nào mà có đủ được, và nó sẽ làm hư cái thùy tráng sẽ bị hư rất lạ. Mà có nhiều người á là không phải là vì cái tôn giáo, nhưng mà vì họ giống như kiêng, sợ mập, sợ bệnh, cho nên là họ kiêng hết, họ chỉ ăn rau củ quả không. Thì cái đó là có thể là vì họ không có hiểu nhiều cái sự quan trọng của cái chất protein, chất đạm với lại chất mỡ cần có cho cái cơ thể, đúng không ạ? Đúng, và ăn chay vì thời thượng là không có tốt, ăn chay vì thời thượng là sai lầm đó. Rồi đến cái độ cực đoan như cái bà raw vegan Cực đó, chết. đoan Ừ, chết chết vì ngu, giống như là quá cực đoan đi. quá cực đoan là tự sát. Tại vì không biết bác sĩ Lim như thế nào, chứ đối với chỗ rất là thích ăn, thí dụ như thịt cừu hay là ăn những cái đồ biển, tôm lobster đến rất là ngon, mình chỉ đừng ăn quá thôi, cái gì mình nó đều ra thì mình nên ăn. Ở đời sống này mà nếu không không có enjoy cái gì đó, thì sống làm gì? Kỹ quá không được. Sống để trả nợ, sống là để phải có những cái gì mình thích thú, mà một trong những cái thích thú đó là ăn ngon thì tại sao không ăn ngon? Nhưng mà nếu mà mình có một cái niềm tin về tôn giáo mà không muốn sát sanh, hay là vì mình thương yêu loài vật cho nên mình không có ăn thịt thì cái đó cũng cũng được thôi, nhưng mà phải khôn, tức là khi mà làm như vậy thì mình phải ăn thêm à, mình phải uống thêm những cái chất bổ mà ăn chay có thể bị thiếu, nhất là sinh tố B12. Tại vì ví dụ có một cái người này rất là thân, thì cái người này đó là giống như là buôn bán những cái chất sức khỏe hay là thuốc bổ sung rồi vitamin đó, thì họ ưa vào những cái lớp để mà dạy về dinh dưỡng, thì họ dạy riết làm sao mà bỏ thịt, bỏ cá, bỏ hết mọi thứ, là chỉ là ồ ăn rau củ quả để cho nó tốt, xong rồi bổ sung những cái chất này vô cái lọ này nè, là có vitamin này 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 này, nó bổ sung vào là sống rất là tốt. Cái đó là bị tuyên Ví truyền dụ, ví dụ. thì cũng như bên chính trị mà nghe tụi Marxist cộng sản tuyên truyền rồi tin, rồi không không thể thấy cái đường khác nữa, cái đường tự do nữa, tự do mới là quan trọng. Nhiều người không biết tự do là gì, thành ra mà dễ bị tuyên truyền. Tự do là con người sinh ra đó là tự do rồi, những ai mà áp đặt cái gì trên mình đó, đó chỉ là chính trị và thủ đoạn thôi, thành ra tự do. Nhưng mà nhiều người cũng là đặt cái quan niệm sai lầm, là nói là tự do thì phải là tư bản, hay là tự do phải là xã hội chủ nghĩa. Cái đó là tùy người dân quyết định. Kinh tế Mỹ mà tư bản là do ông Alexander Hamilton, ông đặt ra cái luật ba tăng và thị trường chứng khoán ở New York, thì cái đó nó trở thành cái hệ thống kinh tế tư bản mà cái người dân Mỹ họ tiếp tục họ bỏ phiếu cho vậy. Nhưng mà cái hiến pháp Mỹ thì không có nói gì về tư bản hay là xã hội chủ nghĩa cả, hiến pháp Mỹ chỉ là bảo vệ tự do, thành ra tự do là con người trước mặt của đấng tạo hóa, chế tạo, sáng tạo ra mình thì là mình là hoàn toàn tự do và bình đẳng, cái đó là không thể nào mà tuyên truyền được. Còn cái như bên Âu Châu họ thiên về xã hội hơn, tại vì họ là theo cái lý thuyết của ông Jean-Jacques Rousseau, thì cái đó là cái quyền của họ,
và người dân họ tiếp tục bỏ phiếu. Nếu người dân mà họ muốn tư bản như Mỹ thì họ sẽ bỏ phiếu cho tư bản như Mỹ. Còn cái cộng sản đó, là nó sai lầm ở cái chỗ là nó áp đặt và người dân không có quyền tự do để mà bỏ phiếu để chọn lựa cái hệ thống kinh tế. Cái đó Dạ đúng. là thì thành ra về chính trị thì phải phải đặt cái vấn đề cho nó đúng, mà cứ cãi nhau giữa tư bản với cộng sản là sai lầm. Cái điều quan trọng là tự do, không có tự Dạ. do là không có tất cả. Dạ vâng. Ừ, thưa với quý vị là tại vì bây giờ là 35 phút rồi đó, bác sĩ Liêm mới vào cái đề này. Chứ mà bác sĩ vô sớm một tí xíu là bây giờ đu theo rồi. Nhiều cơ hội để mình nói, mặc dù tôi là có văn bằng bác sĩ nhưng mà tôi cũng là một lãnh tụ chính trị ở Mỹ cho cái khối người Việt ở Mỹ mà tôn trọng hiến pháp và muốn bảo vệ hiến pháp, tổ chức VACA. Thành ra khi những cái người mà khán giả mà nói bác sĩ thì chỉ nói y khoa thôi, cái đó là sai lầm. Tại Sai. sao bác sĩ chỉ nói y khoa? Tôi cũng có thể nói về computer được, tại sao tôi không nói về chính trị được? Nhất là cái chính trị là cái việc tôi đang làm bây giờ. Dạ. Với lại chính trị nó liên quan đến đời sống mà. Đúng Y tế, sức khỏe, rồi, mọi thứ nó cũng liên quan đến chính nếu trị. tôi là một bác sĩ giỏi tôi cứu một mạng người mỗi lần, còn nếu mà tôi là một người chính trị giỏi tôi có thể cứu một thế Hay quá. Dạ vâng, rồi cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều. Ngày hôm nay chia sẻ một lần nữa là rất là nhiều những cái điều cần thiết cho mọi người liên quan đến sức khỏe và đời sống và đặc biệt là đến dinh dưỡng. À, chúc bác sĩ Liêm một ngày vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại trong những video sau. hệ. Cảm ơn Rachel và kính cảm ơn quý khán giả. Hẹn sẽ gặp lại. Dạ, và Rachel cũng muốn nhắc quý vị nữa là những ai mà chưa có bấm like và bấm nút theo dõi thì quý vị nhớ là bấm nút like và nút share cho chương trình nhé. Và cần liên lạc gì đó thì email về Việt Mỹ Team, hoặc là quý vị có những cái câu hỏi thì gửi cái câu hỏi về đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye! Bye bye.